Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 261 Yến chỉ không tỏ ý kiến, chỉ nói sau này cửu cô nương trở lại kinh thành, thế tử muốn tận tâm thế nào thì đều có thể. Đương nhiên rồi, Tần Diễm đồng ý, rồi chuyển sang chuyện khác. Nếu sớm biết Thế tử điện hạ cũng muốn đến Viên Châu, chúng ta đã đi cùng Thế tử để tránh cơn đại tuyết mấy ngày trước. Nghe lời này, Tần Hoàn lập tức nhận ra có điều gì đó không bình thường. Tần Diễm vốn không có ý định đi cùng Đường với Yến Trì, câu nói đó chỉ để dò hỏi mục đích chuyến đi lần này của Yến Trì. Yến Trì cầm chung trà trên bàn, khẽ cười nói, ban đầu ta không định đến, Thế tử có lẽ không biết, Thánh thượng giao cho ta một vụ án quan trọng. Vì vậy ta phải ở lại Cầm Châu nhiều ngày. Dự định sớm trở về Kinh Thành, nhưng khi đến Viên Châu nghe tin Hàn Khai Dương đang ở đây. Tạm ngưng một chút, Yến chỉ với giọng điềm đạm tiếp lời, Hàn Khai Dương là cựu thần của phụ vương ta, có vài phần tình nghĩa. Nếu lần này đi qua mà không gặp, e rằng không biết khi nào mới có dịp khác, nên ta ghé thăm Đại Doanh ở Viên Châu. Hàn Khai Dương vốn xuất thân từ Sóc Tây Quân, là cựu thần của Duệ Thân Vương điều này tần diễm biết rõ chỉ là hắn không hiểu yến trì vì sao lại đến đây hắn nghĩ yến trì sẽ viện một lý do hợp lý nhưng không ngờ yến trì lại nói thẳng mục đích đến thăm bạn cũ khiến tần diễm không tiện hỏi nhiều thêm hóa ra là vậy hèn chi thế tử điện hạ mang theo hàn tướng quân cùng đi tần diễm nở nụ cười đầy ẩn ý đôi mắt sáng lấp lánh nhìn yến trì yến trì từ nhỏ đã gia nhập quân đội sau này trở về kinh thành cũng ít khi xuất hiện. Do đó, Tần Diễm, vốn là một công tử quý tộc nổi danh ở kinh thành, chưa từng tiếp xúc nhiều với Yến Trì. Nhưng ngồi trước mặt Yến Trì lúc này, hắn thấy có chút khó xử. Là một trong những công tử danh giá nhất kinh thành, Tần Diễm không chỉ biết hưởng thụ mà còn tự tin vào khả năng nhìn thấu lòng người. Nhưng đối diện với Yến Trì, hắn chỉ thấy Yến Trì kín kẽ, khó đoán như mặt nước sâu thẳm khi biết tin hàn tướng quân ta cảm thấy rất hào hứng không có gì vướng bận nên cùng đi cũng may đến nhanh hơn huyện nha hiện giờ trời rét đậm binh sĩ đang lười biếng trong việc đóng quân tần diễm khẽ mỉm cười vậy thì tốt nếu vì chuyện này mà sai lầm trong quân vụ thì không ùn điện hạ có định quay về kinh thành ngay không hay vẫn còn dừng lại ở viên châu yến chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà đáp hiện tại ta chưa quyết định còn thế tử định làm gì tần diễm liếc nhìn tần hoàn một cái rồi nói chúng ta dự định sáng sớm mai sẽ khởi hành lần này ở đây lâu hơn dự tính vốn dĩ gia đình muốn chúng ta trở về vào đầu tháng chạp nhưng giờ e rằng không thể được yến trì ừm một tiếng nếu vậy nên khởi hành sớm thì tốt hơn nghe vậy lòng tần hoàn hơi trùng xuống lời của yến trì dường như không có ý muốn đi cùng đường với họ tần diễm cười Điện hạ còn có việc sao? Hiện nay đã gần đến cuối năm, trong cung và ngoài cung đều có nhiều công việc, bệ hạ hẳn đang mong chờ thế tử điện hạ trở lại kinh thành. Tính ra, thế tử đã rời kinh thành hơn ba tháng rồi. Yến trì mỉm cười, năm nay vừa sắc phong thái tử, công việc tự nhiên nhiều hơn trước. Ta hàng năm không trở về kinh thành, bệ hạ có lẽ không giao thêm việc cho ta. Nhưng thế tử thì khác, chắc hầu ra đang mong ngóng. Tần Hoàn nhìn Yến Trì, cảm nhận được một ẩn ý trong lời nói của hắn. Tần Diễm cũng cười nói, phụ thân không vội, nhưng mẫu thân thì không chịu nổi, nóng lòng muốn gặp ba muội muội. Mẫu thân yêu thương con gái, trong phủ chỉ có một mình muội ấy, nên giờ có thêm ba muội muội, mẫu thân ngày đêm mong chờ. Trong lòng Tần Hoàn lắc đầu, nếu thật sự như vậy, tại sao trước đây lại gửi Cửu tiểu thư đến Cẩm Châu? không lạ khi tần phù muốn đón ba vị tiểu thư trở về kinh thành thái trưởng công chúa còn lo lắng cửu cô nương khi trở lại kinh thành sẽ không quen nhưng giờ xem ra phù nhân chắc chắn sẽ chăm sóc cửu cô nương như đối với công chúa vậy yến chỉ truyền chủ đề về phía tần hoàn không hiểu sao nàng lại cảm thấy giọng hắn nặng nề tần diễm lập tức nói đúng vậy người mà mẫu thân nhớ nhất là cửu muội muội mấy năm qua cửu muội ở cẩm châu Mẫu thân như mắc bệnh tương tư. Yến Trì cười nhạt, nhiều cô nương như vậy, phu nhân chắc sẽ bận rộn lắm đây. Bận rộn là phải thôi, dù gì đại phòng cũng nên như thế, hơn nữa các muội muội đều có tính cách đáng yêu, mẫu thân tất nhiên sẽ lo liệu chu toàn cho họ. Nụ cười trên môi Yến Trì càng sâu thêm, phải chăng phu nhân đã sắp xếp nhiều kế hoạch cho cửu cô nương sau này? Tần Diễm lắc đầu, việc này ta không rõ nhưng mẫu thân chắc chắn đã có dự tính yến chỉ dựa người ra sau nhẹ nhàng gõ tay lên ghế vậy là ta đã hiểu phần nào tâm sự của thái trưởng công chúa trước khi rời đi công chúa giao phó rất nhiều điều chỉ là ta không tiện lo liệu nhưng có phu nhân và thế tử quan tâm ta cũng yên tâm rồi tạm dừng một chút yến chỉ đổi giọng hỏi hầu ra đã vào lại bộ liệu tưởng nguyên châu năm nay có khả năng thăng chức không nhắc đến tưởng nguyên châu Tần Diễm hừ lạnh, tất nhiên là không thể. Dù hắn từng là môn sinh của phụ thân, nhưng phụ thân không hẳn kính trọng hắn. Những năm gần đây hắn càng gây rối. nếu có chiến tích tốt thì không nói, nhưng với tình trạng hiện tại, không phạt hắn vì tội thiếu trách nhiệm đã là tốt rồi. Yến trì gật đầu, thế tử quả thật được hầu gia dạy bảo chu đáo. Hầu gia vốn thanh liêm, nếu trong ba năm tới triều đình có thể hưng thịnh, hầu gia dìu dắt được người tài đó sẽ là công lớn cho quốc gia. Những lời tán thưởng này khiến nụ cười của Tần Diễm càng thêm rạng rỡ. Trong lòng hắn khẽ động, ánh mắt nhìn qua bàn cờ trên chiếc án kỳ gần cửa sổ, nói, Điện Hạ có bàn cờ ở đây, ngài có hứng thú chơi một ván không? Hai người ngồi trò chuyện một lúc lâu cũng thấy có phần đơn điều. Thấy trên bàn cờ đen trắng đã được xếp sẵn, Tần Diễm liền mời Yến Trì chơi một ván. Yến Trì mỉm cười, sao lại không, mời tần diễm và yến trì lúc thì bàn chuyện về thái trưởng công chúa lúc lại nói về triều đình tần hoàn ngồi bên nghe mà không thể xen vào sau một lúc lâu nàng vẫn chưa mở lời chỉ thấy hai người bắt đầu đánh cờ dù bề ngoài trông như cuộc chơi bình thường nhưng trực giác của tần hoàn mách bảo có điều gì đó kỳ lạ giữa họ thế tử xin mời đi trước vậy thì ta không khách sáo với điện hạ nữa tần diễm cầm quân đen đi trước cách chơi của hắn cũng giống con người hắn ổn định và khéo léo yến chỉ đi sau đáp lại không nhanh không chậm nhưng tần diễm vẫn không dám chủ quan sợ yến chỉ che giấu tài năng và bất ngờ phản công sau khi điện hạ hồi kinh thì đã là tân niên nằm tới điện hạ định sao có trở về sắp tây quân hay sẽ ở lại kinh thành nhận chức ta thấy lần này bệ hạ có ý giữ điện hạ ở lại quả nhiên chơi cờ lại trở thành dịp bàn chuyện triều chính quân cờ đen trắng trên tay hai người chẳng mấy chốc phản ánh sự phức tạp trong cung đình, tốc độ đánh của họ chậm lại. Bàn cờ đen trắng hòa quyện vào nhau, tạo ra cục thế khó lường, tựa như tình hình rối ren khó đoán của đại chu đế quốc. Sau nhiều năm chinh chiến như vậy, ta thật sự cũng có phần mệt mỏi. Khi hồi kinh, ta sẽ xem ý của thánh thượng, nếu thánh thượng muốn ta trở về, ta sẽ đi, còn nếu muốn ta ở lại kinh thành, điều đó cũng không phải là không thể tần diễm đặt một quân cờ xuống hỏi vậy ý của duệ thân vương thế nào điện hạ là người tương lai sẽ tiếp quản sóc tây quân mà yến trì cười nhẹ phụ vương trước nay luôn để mặc ta giờ người càng lúc càng lớn tuổi ý tưởng cũng không còn hợp với ta nữa nếu xét theo điều này ta thật sự muốn ở lại kinh thành để sống ổn định hơn ánh mắt tần diễm khẽ động Duệ thân vương Yến Lẫm cũng từng tổng quân từ khi còn trẻ, sau đó lập nên nhiều chiến công hiển hách, là người quyền lực nhất trong các tần vương. Yến chỉ đi theo con đường của phụ vương, giữ trong tay quyền chỉ huy 10 vạn quân sóc Tây, nhưng ai cũng biết quan hệ giữa hai cha con này không hề tốt đẹp. Ở lại Kinh Thành cũng là chuyện tốt, hiện tại, Thái tử vừa được sắc phong, lại thêm sự kiện trước đây, triều đình đang rất cần người tài lần này thánh thượng giao cho điện hạ chức vụ điều tra án hình có lẽ cũng biểu lộ một phần ý định vì có tần hoàn ở đây tần diễm ban đầu chỉ nói quanh một vài câu như muốn kéo gần mối quan hệ với yến trì đến lúc này giọng điệu của tần diễm trở nên tin tưởng bộc lộ vẻ như đang lo nghĩ cho yến trì chuyện chính sự không thể tùy tiện nói nhưng cách tần diễm bày tỏ khiến người khác dễ động lòng yến trì đặt một quân cờ xuống thế tử nói thật lòng chứ? Tần Diễm gật đầu, đáp, tất nhiên rồi. Điện hạ biết trong triều đình có sự tranh đấu giữa các vương, nhưng nay thái tử đã được xác lập, đó là đại thế đã định. Ta nghe phụ thân nói, dù đã vào đông cung, thái tử vẫn còn kiêng rẻ nhiều điều. Hơn nữa, thái tử có tâm ý vì nước, hy vọng có được nhiều người tài trợ giúp. Tần Diễm hạ giọng nói tiếp, thái tử đang khát khao tìm kiếm người tài, đã tự mình phái người đến Ích Châu. Nhà Bạch thị đã nhận lời, Sang năm sẽ cử một vị trường lão nhập kinh giảng dạy cho thái tử. Yến Trì mỉm cười, thái tử quả là khiêm tốn, không lạ khi thánh thượng sắc phong ngài ấy. Dù nói rằng khi còn nhỏ chúng ta cùng lớn lên, nhưng vì nhiều năm ta xa kinh thành, với các hoàng huynh cũng có phần xa cách. Sau khi hồi kinh, phải cố gắng gắn kết lại mới tốt. Yến Trì nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng Tần Diễm cảm thấy rất hợp lý, Điện Hạ và Thái Tử cùng vài vị vương gia là anh em họ, dù có xa cách cũng không thể mất tình thân huynh đệ. Một số vương gia khác ta không rõ, nhưng Thái Tử thường nhắc đến các thân vương và thế tử. Hiện nay trong cung ngoài cung rối ren, nhưng anh em họ từ nhỏ đã là chi kỳ. Khi hai người đang đánh cờ, Tần Hoàn cùng Bạch Phong đảm nhiệm việc rót trà. Thấy Yến chỉ điềm tĩnh nói chuyện không hề bộc lộ thái độ sắc bén, Tần Hoàn vốn nghĩ hắn chỉ ứng phó qua loa với Tần Diễm. Nhưng khi nghe đến đây, nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tần Diễm có tính cách tinh tế hơn người thường, từ đầu cuộc trò chuyện hai người đều tỏ ra thận trọng như đánh thái cực quyền, không lộ ý định. Nhưng giờ đây, chỉ có Tần Diễm là người để lộ suy nghĩ, từng câu từng chữ nghe như lo cho Yến Trì nhưng thực chất lại ủng hộ Thái Tử. Trong khi đó, Yến Trì vẫn điềm nhiên, như thể chỉ đang trò chuyện chuyện nhà. Tần Hoàn khi rót trà, tay có phần nặng nề, hóa ra Trung Dũng Hầu Phủ đã đứng về phe Thái Tử. Việc Tần Diễm mang nàng đi cùng lần này, chắc hẳn là để dò xét ý định của Yến Trì. Bất kể Yến Trì ở lại triều đình hay trở về sóc Tây Quân, nếu có thể lôi kéo được Yến Trì, Thái Tử sẽ có thêm một trợ lực tuyệt đối. Trước đây khi Yến Trì hồi kinh, hắn chưa kịp dừng chân đã phải đi Cẩm Châu, có lẽ Thái Tử vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc lần này chắc hẳn tần diễm hành động theo ý của hầu phủ đến để thăm dò nhưng không ngờ yến trì lại khéo léo dẫn dắt tình thế lời của thế tử thật sự khiến ta yên tâm ta còn sợ thái tử nay đã ở địa vị cao sẽ không muốn giao thiệp với ta kẻ thô mãng trong quân yến trì đặt thêm một quân cờ giọng nói như vừa nhẹ nhõm thở phào tần diễm quan sát cách yến trì đánh cờ thấy hắn thở nhẹ nhàng người đời gọi yến trì là ma vương và những hành động trong sóc Tây Quân của hắn, Tần Diễm cũng đã nghe qua. Nhưng hôm nay, nhìn lối chơi cờ của Yến Trì, lại không thấy vẻ sắc bén lạnh lùng, phải chăng hắn đã nghe theo lời mình? Tần Diễm nghĩ vậy, nở nụ cười thoải mái, đó là điều tất nhiên, khi điện hạ trở về kinh và gặp thái tử, ngài sẽ tự mình thấy rõ. Lời đã đến mức này, Tần Diễm cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải lo lắng hay dò hỏi thêm hắn tập trung vào bàn cờ trước mặt từ nhỏ tần diễm đã được tần thuật dạy dỗ cẩn thận am hiểu quyền mưu và tâm lý con người nên cờ nghệ cũng không tệ hắn chơi cờ hết sức mình yến chỉ cũng không cần nói thêm hai bên tiếp tục đấu trí qua vài ba chục nước cờ phân rõ thắng bại chỉ thắng một quân cờ nghệ của thế tử quả thật không tầm thường vừa rồi nếu có chút sai sót ta đã thua rồi Yến chỉ thả quân cờ trắng cuối cùng xuống, giọng có chút buồn bã. Tần Diễm ngần người, mặt hơi nóng lên, suýt đổ mồ hôi. Một lúc sau, hắn chậm rãi thở ra, Điện Hạ thắng rồi, cờ nghệ của Điện Hạ thật tuyệt vời. Bình thường, những người thường chơi cờ với Tần Diễm là Chu Hoài và các công tử vương tôn khác, mà Chu Hoài cũng khó thắng được hắn. Nhưng không ngờ Yến chỉ lại thắng, dù chỉ thắng một quân cũng đủ khiến Tần Diễm kinh ngạc tâm trạng vừa an ổn đã lại căng thẳng, nhìn Yến Trì, hắn thấy một vẻ điềm nhiên, trầm tĩnh, khiến hắn càng thêm kinh ngạc và lo lắng. Mọi người đều biết Yến Trì từ nhỏ đã tổng quân, chinh chiến xa trường. Có người gọi hắn là ma vương, có người khen hắn là chiến thần mạnh mẽ, cũng có người cho rằng hắn chỉ là một võ tướng thô kịch. Tần Diễm được dạy dỗ tỉ mỉ từ nhỏ trong hầu phủ, nhưng ai là người dạy Yến Trì những điều này trong sóc Tây Quân? nếu nói về công thành đoạt đất, tần diễm không chút nghi ngờ tài năng của yến trì. nhưng những mặt khác, dù là người được hầu phủ giáo dưỡng hay các thân vương và thái tử trong thâm cung, tần diễm từng nghĩ rằng yến trì sẽ mang nhiều khí chất chiến trận, thô giáp và thiếu sự tinh tế trong cờ nghệ. nhưng giờ đây, dường như không phải vậy. chương 262 chiến thắng này chỉ là may mắn. nếu có lần sau, e rằng kết quả sẽ không như vậy lời nói của yến chỉ không mang chút kiêu ngạo nào nhưng cũng chẳng thấy chút vui mừng như thể việc thắng hiểm chẳng hề khó khăn tần diễm trong lòng đầy cảm xúc hỗn loạn định mở lời thì bạch phong từ bên ngoài bước vào điện hạ có tin mới ồ yến chỉ hơi ngạc nhiên sao lại được gửi tới đây sắc mặt bạch phong nghiêm trọng là lệnh của thánh thượng trải qua nhiều trắc trở người của chúng ta đã gấp rút đưa tới lệnh của thánh thượng nghe đến đây, sắc mặt Tần Diễm lập tức thay đổi. Hắn đứng lên, biểu hiện nghiêm túc. Yến Chỉ đang ngồi, nhận lấy thư từ tay người đưa tới, mở ra đọc lướt nhanh. Ngay sau đó, nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện trên mặt hắn. Thánh thượng thật sự lại xem ta như người đưa tin. Đôi tay trắng muốt của Tần Hoàn khẽ siết lại, nhưng trên mặt không biểu lộ gì. Ngay lúc đó, Tần Diễm lên tiếng: Điện hạ đến chúc mừng sinh nhật thân vương là việc tốt sau khi trở về kinh thành hãy thư thái. Còn việc của cửu muội điện hạ không cần lo lắng, dọc đường phía trước sẽ ổn thỏa. Yến trì gật đầu, rồi dặn dò Bạch Phong, người đi báo một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm mai chúng ta khởi hành đến Dự Châu. Nghe vậy, Bạch Phong vội gật đầu nhận lệnh, Tần Diễm thấy vậy cũng không nán lại lâu, nói vài câu rồi cùng Tần Hoàn cáo từ. Nếu Yến Trì thật sự phải đi dự châu, hắn sẽ không thể đồng hành cùng bọn họ, điều này khiến Tần Hoàn có chút thất vọng mơ hồ. Cửu cô nương, cửu cô nương, xin dừng bước. Khi hai anh em đang đi, bất ngờ tiếng gọi của Bạch Phong vang lên phía sau. Tần Hoàn và Tần Diễm cùng dừng bước, thấy Bạch Phong vội vàng tiến đến, nói, cửu cô nương, phù hầu vừa gửi tin, có một bức thư gửi cho ngài, điện hạ mời ngài đến nhận, còn có một vật nữa, là công chúa quá cố để lại cho ngài. Tần Diễm nhướng mày, việc công chúa qua cô nhớ đến Tần Hoàn khiến hắn ngạc nhiên, liền nói, người mau đi đi, ta sẽ về trước để phân phó việc chuẩn bị hành trang, ngày mai chúng ta còn phải đến khách điếm trường phúc. Tần Hoàn gật đầu, rồi xoay người trở lại sân yến trì. Bạch Phong chỉ đưa Tần Hoàn đến cửa chính rồi dừng lại. Tần Hoàn một mình bước vào, vừa vào cửa đã không thấy yến trì đâu, nàng liếc nhìn qua cánh cửa nội thất, bước tới, đảo mắt nhìn bàn cờ bên cửa sổ những quân cờ trắng đen vốn đã được sắp xếp ổn định, nhưng lúc này có thêm một quân cờ khác, khiến tim nàng khẽ rung lên. Yến chỉ đã đi thêm một nước, nhưng chỉ với nước cờ ấy, tần diễm đã bị đánh bại hoàn toàn. Nàng trầm mặc, xoay người bước vào cửa nội thất. Thấy rồi chứ, vừa bước vào, giọng Yến chỉ vang lên. Hắn đứng bên cửa sổ, mắt nhìn sắc trời âm u ngoài kia, rồi xoay lại nói thư của cô nãi nãi. Tần hoàn ngạc nhiên, lập tức vui mừng tiến tới. Lời Bạch Phong nói ban nãy, nàng chỉ nghĩ là Yến chỉ tìm cớ, không ngờ lại thật sự có thư. Nàng vội vàng nhận lấy từ tay hắn và mở ra trước mặt Yến Trì. Lá thư mở ra là nét chữ của nhạc ngưng, mở đầu là những lời thăm hỏi, rồi kể vài chuyện thú vị ở phủ hầu. Cuối cùng nhạc ngưng nhắc đến Tần Phủ, nói rằng Diêu Tâm Lan đã rời Cẩm Châu về Kiến Châu. Tần Hoàn đọc kỹ, không khỏi mỉm cười. Thư nói gì? Yến Trì vẫn thản nhiên hỏi. Nói công chúa quá cốc vẫn khỏe mạnh, và đại tàu đã rời tần phủ trở về Kiến Châu. Tần hoàn ngước nhìn lên, đôi mắt trong trẻo và sáng ngời, khiến lòng Yến Trì khẽ sao động. Hắn tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy eo nàng, tay kia nâng khuôn mặt nàng, yên tâm không? Tần hoàn gật đầu nhẹ, thiếp yên tâm. Yến chỉ khẽ véo má nàng, nghe được hết rồi chứ? Tần hoàn im lặng giây lát, biết rõ điều Yến Chỉ muốn nói, nghe rồi. Yến Chỉ nhìn nàng rồi thở dài, nàng cũng hiểu rõ ý định của Tam Ca. Tần Hoàn gật đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào Yến Chỉ, hiểu rồi. Câu chỉnh sửa. Yến Chỉ nhìn nàng, thở dài khẽ, nàng đã hiểu ý đồ của Tam Ca chứ? Tần Hoàn gật đầu, nhìn thẳng vào Yến Chỉ, thiếp đã rõ. Yến Chỉ nhíu mày như bất lực, sáng mai ta phải rời đi. Tần Hoàn chớp mắt, chậm rãi đặt tay lên hôm hắn, dự châu không quá xa, sau ngày sinh trở lại kinh thành chỉ cần khoảng ngày, chắc chắn trước Tết nguyên đán chàng có thể quay về. Yến chỉ ôm eo nàng, nàng và Bạch Phong nói chuyện sợ là không thật lòng. Nghe vậy, Tần Hoàn bật cười, sao vậy, đó là lời thật lòng, chỉ tiếc rằng Điện Hạ bận rộn quá. Điện Hạ, Điện Hạ, lúc nào cũng Điện Hạ à. Bất chợt yến chỉ bế bổng tần hoàn lên với thân hình mảnh khảnh của nàng hắn dễ dàng nhấc nàng như nâng một nhành liễu hắn quay người đặt nàng ngồi trên bệ cửa sổ dài ngồi ở vị trí cao ánh mắt của tần hoàn ngang bằng với hắn cái ôm bất ngờ này khiến đôi má nàng ửng hồng mặt nàng nóng lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói không gọi là điện hạ thì gọi là gì chẳng lẽ gọi tên không phải là bất kính sao yến chỉ tiến sát lại gần nàng giọng trầm xuống, ta cho phép nàng bất kính. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt nàng, giọng nói trêu chọc lướt qua tai, khiến lòng Tần Hoàn mềm nhũn. Nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc ấy, nàng khẽ thốt lên, "Yến Trì." Yến Trì cúi xuống, đặt một nụ hôn vội vàng. Anh tiến sát thêm, vòng tay giữ lấy Tần Hoàn, ép nàng vào mình. Tần Hoàn theo bản năng co chân lại, tạo khoảng trống khiến Yến Trì dễ dàng hơn trong động tác cánh tay nàng ôm chặt lấy hắn run rẩy hơi thở cũng trở nên gấp gáp sau lưng nàng ánh mặt trời rực rỡ chiêu sáng làm đôi mắt lạnh của yến chỉ thêm phần mê hoặc trong khi đó khuôn mặt nàng lại ẩn trong bóng tối khiến sự e thẹn càng thêm rõ rệt bàn tay yến chỉ mơn trớn dọc theo cơ thể mềm mại của nàng cho đến khi tần hoàn thở hồn hển đẩy hắn ra từ nay hãy gọi tên ta yến chỉ nói ánh mắt như có lửa cháy dữ dội, khiến tâm trí tần hoàn rung động không thôi. Nàng mím môi, cảm giác đôi môi tê dại, phải một lúc lâu sau nàng mới hít thở lại bình thường, thiếp biết. Bàn tay yến trì dần trượt xuống, gần như kéo tần hoàn sát vào người mình. Khi tay hắn chạm đến chỗ không nên, tần hoàn giữ chặt lại, đôi môi nàng ánh lên một vẻ ẩm ướt, ánh mắt long lanh như vừa dầm trong nước. Nàng giữ tay hắn lại, trừng mắt đầy giận dỗi. Yến Chỉ nhìn sâu vào mắt nàng, nàng không biết nàng đã làm ta. Tần Hoàn không hiểu hắn định nói gì, nhưng không muốn để đôi tay hắn tiếp tục làm loạn, cũng không muốn giữ tư thế thân mật này. Lửa trong mắt Yến Chỉ càng bùng cháy. Sau một hồi nhìn nàng, hắn cúi đầu áp vào cổ nàng, khiến ta chịu đựng đến khó thở. Hơi thở nóng bừng của hắn phả vào tay nàng, chỉ một câu nói đã khiến tay Tần Hoàn như vang lên một tiếng nổ toàn thân lập tức như bị thiêu đốt là một y giả nàng biết rõ chuyện này là gì yến chỉ nói vậy có nghĩa là hắn tần hoàn không dám cử động để mặc yến chỉ ôm lấy mình cảm nhận hơi thở thô nặng của hắn một lúc rồi dần lắng lại lưng tần hoàn cứng đờ nhưng người lại nóng lên yến chỉ xoa nhẹ lưng nàng giọng nói dịu lại sợ à tần hoàn theo phản xạ lắc đầu nhưng trong lòng lại âm thầm gật theo nàng sự trao đổi tình cảm giữa hai người chỉ dừng lại ở ái mộ, nhưng những gì Yến Chỉ nói đã chạm đến một khía cạnh khác điều mà phụ nữ e ngại nhắc tới và đàn ông cũng ít khi nói ra. Đó là sự riêng tư sâu kín và cũng là điểm cao nhất của lãng mạn. Nàng không ngờ Yến Chỉ lại nói điều đó với mình. Nhận ra nàng có chút bối rối, Yến Chỉ thở dài. Chuyện tình yêu và dục vọng có gì là sai? Tần Hoàn cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói theo bản năng đẩy Yến Trì ra, không được. Nàng hoảng hốt, xấu hổ và bực bội, nhưng lời nói vẫn giữ sự kiên quyết. Yến Trì vội ôm lấy nàng, cười gượng, ta biết, ta biết mà. Nàng nghĩ đi đâu thế, chẳng lẽ ta có thể, ta chỉ muốn nói rằng ta đang chịu đựng không nổi nữa. Nếu một ngày nào đó nàng đồng ý để ta cho người đến hầu phủ, ta sẽ vui sướng vô cùng. Tần Hoàn vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, giọng nói nghiêm nghị, không để lộ chốt hứa hẹn nào, điện hạ có khả năng tự kiềm chế phi thường, chuyện nhỏ này không đáng để nhắc đến. Nghe vậy, Yến chỉ nghiến răng, nàng thật sự nhẫn tâm, nàng là y giả, chẳng lẽ không biết việc này có thể để lại hậu quả không tốt sao? Tần Hoàn Hư khẽ, nếu có tật xấu thì thiếp cũng có thể chữa được. Nghe vậy, Yến Trì vừa tức giận vừa không thể phản bác. Ngoài trời đã muộn, hắn kéo nàng vào lòng một cách thân mật. Nhưng càng như vậy, mọn lửa trong lòng hắn lại bùng cháy mạnh mẽ hơn. Tần Hoàn bước nhanh ra khỏi cổng viện, trên đường đi, Phục Linh nhìn chằm chằm sắc mặt nàng, rồi lo lắng hỏi: "Tiểu thư, sao mặt lại đỏ thế? Tiểu thư có thấy không thoải mái không?" Tần Hoàn ho nhẹ hai tiếng, chắc là do hôm qua nhiễm lạnh thôi. "Vậy tiểu thư mau về uống thuốc đi, sắp phải khởi hành rồi, đừng để bệnh nặng trên đường." Phục Linh đầy lo lắng Tần Hoàn cắn răng gật đầu. Nếu không phải nghĩ đến việc ngày mai phải chia xa, nàng đã không để Yến Chỉ làm theo ý mình như vậy. Trong lúc còn đang suy nghĩ đầy oán hận, Tần Hoàn chưa kịp về đến sân của mình thì đã thấy Tần Sương tiến đến đón, cửu muội sao muội chậm thế? Tam Ca vừa nhận được tin từ kinh thành gọi chúng ta đến chỗ huynh ấy. Tần Hoàn giấu đi suy nghĩ trong lòng, bước theo Tần Sương đến sân của Tần Diễm, bước vào chính phòng. Tần Hoàn thấy Tần Diễm với nụ cười khổ phức tạp trên mặt. Vừa nhìn thấy nàng, huynh nói, "Cửu muội, có vẻ chúng ta sẽ phải đi cùng Thế tử điện hạ thôi." Tần Hoàn ngạc nhiên, "Đi cùng nhau sao?" Tần Diễm vỗ lên lá thư đặt trên bàn, "Phụ thân gửi thư, nói rằng lần này mừng sinh nhật thân vương sẽ có nhiều người tham dự. Tần gia chúng ta cũng có trong danh sách được mời, nhân tiện chuyến đi không xa, huynh sẽ dẫn các muội đi cùng." Chương đêm lạnh kiều diễm sưởi ấm bên nhau đại chu đã lập quốc hơn năm thái tổ hoàng đế đã hết lòng vì nước các đời vua tiếp theo cũng không ngừng cố gắng mở mang lãnh thổ khiến đất nước trở thành đế quốc số một của trung châu đến nay uy thế của đại chu đã khiến muôn nước phải chiều cống đất nước trải dài từ đảo vi châu phía nam đến dãy núi thương long phía bắc từ biển đông hải phía đông đến cao nguyên sóc tây phía tây Đại chu hùng mạnh đứng vững trên lục địa Trung Châu, uy nghi và tràn đầy khí thế. Những tiểu thư như Tần Sương và Tần Tương thường chỉ đi lại giữa nhà mẹ đẻ và nhà chồng, vậy nên khi nghe nói sẽ đi dự châu, Tần Tương yếu ớt không tỏ ra quan tâm, nhưng Tần Sương lại rất phấn khởi. Nghe những lời này, Tần Hoàn chợt nhận ra mình vừa bị Yến Chỉ lừa. Với mạng lưới tin tức của hắn, không thể nào hắn không biết Tần Diễm cũng sẽ đi dự châu trong lòng nàng dâng lên sự bực bội, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ lẳng lặng trở về sân chuẩn bị hành lý. Tần Diễm muốn lợi dụng cơ hội để mượn sức yến trì, nên không thể bỏ lỡ dịp đi cùng này. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Chi Phủ và quan huyện Tường Nguyên Châu chuẩn bị tiễn đoàn đi. Yến Trì dẫn theo Bạch Phong, cùng đoàn của Tần Diễm bắt đầu hành trình đến Dự Châu. Lúc này đã là ngày tháng 10, thời gian của họ không còn nhiều. Đoàn xe và ngựa của Tần Gia vẫn còn ở trạm nghỉ Trường Phúc, trong khi đoàn của Tần Diễm đã đi được nửa chặng đường. Nếu đi thẳng về kinh thành, chỉ cần thêm nửa tháng là đến nơi. Tuy nhiên, chuyến đi dự Châu lại là một vòng xa hơn, mất thêm 5 đến 6 ngày so với dự tính ban đầu. Vì vậy, Diễm quyết định chia hành lý thành hai phần, một phần theo hầu cận mang về hầu phủ trước. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 263. Giờ ngọ, Tần Diễm cùng đoàn người đã đến Trường Phúc khách điếm. Ngụy Trường Phúc nhận thấy không chỉ có Tần Diễm mà còn có một vị khách có địa vị tôn quý hơn, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng rót trà và đổ nước, lại càng không dám nói nhiều. "Thế tử, ngài chỉ cần kiểm kê, mọi người đã làm lễ ở đây. Hai ngày vừa qua, các xa phu đều đã được phục vụ tốt, chắc chắn không có gì chậm trễ." Ngụy Trường Phúc dẫn Tần Diễm đi kiểm tra. Tần Diễm đi một vòng rồi gật đầu, sau đó thưởng cho Ngụy Trường Phúc một ít bạc. Ngụy Trường Phúc vui vẻ ra mặt, Tần Diễm thì phân phó cho Chu Hoài một chút việc. Không lâu sau, trong số mười mấy chiếc xe ngựa khổng lồ, chỉ còn lại bốn chiếc. Tần Hoàn và Tần Sương ngồi chung một chiếc, Tần Tương thì do bệnh nên ngồi riêng, còn lại một chiếc dành cho Bạch Anh. Chiếc xe cuối cùng được dùng để Tần Hoàn và ba chị em nàng hành lễ cùng với các vật dụng khác, trong khi đó, Phục Linh cùng vài người biết tiểu thư muốn mang theo đồ gì cũng đã đến bận rộn. Trong khoảnh khắc, trong đại đường khách điếm lớn chỉ còn lại Tần Hoàn cùng ba chị em nàng và Yến Trì. Tần Tương và Tần Sương đã gặp Yến Trì trước đó, nhưng ngồi gần như thế này thì lần đầu. Tần Tương yếu ớt cúi đầu, không kìm được liếc nhìn Yến Trì, còn Tần Sương thì có vẻ sợ hãi, như thể không dám đối diện với Yến Trì. Tần Hoàn ngồi ngay ngắn, không mở miệng trong đại đường bỗng nhiên trở nên im lặng và có phần kỳ lạ. Trước đây các ngươi đã ở đây phải không? Yến chỉ nhìn Tần Hoàn, giọng nói nặng nề hỏi, Tần Hoàn gật đầu đáp, đúng vậy, hồi đó chúng ta định mượn một chỗ ở của dân, nhưng không ngờ thôn này hơi bài xích người ngoài, nên chỉ có thể ở lại trong khách điếm duy nhất của thôn. Vậy sau đó các ngươi đã gặp tôn mộ khanh à? Tần Hoàn gật đầu, thấy ánh mắt Yến chỉ có phần không đồng tình. Tần Hoàn hiểu ý của Yến Trì, hắn chỉ sợ rằng chỉ vì vài lần tình cờ mà đã dễ dàng theo Tôn Mộ Khanh đến Bách Thảo Viên. Nhưng nàng không nói rằng mình đã gặp Tôn Mộ Khanh, mà ngay lúc đó tình hình của họ cũng không có lựa chọn nào khác. Tần Hoàn thở dài trong lòng, thời điểm đó cũng không còn cách nào khác. Trong lúc nói chuyện, Tần Hoàn bỗng nhớ ra điều gì đó, hình như lúc vào thôn, ta đã thấy một nha sai. Ngay khi nàng vừa dứt lời, Ngụy Trường Phúc Kính cần bước tới nói, cửu cô nương không sai đúng là có nha sai hôm qua bỗng dưng có một nha sai vào thôn nói rằng họ đã biết những việc lạ xảy ra trong thôn và muốn điều tra cho rõ ràng tần hoàn nhìn ngụy trường phúc chờ hắn tiếp tục giải thích ngụy trường phúc liếc nhìn yến trì thấy vẻ mặt hắn không thay đổi rồi mới tiếp tục nói những nha sai đó nói rằng những cái chết trước đây trong thôn đều là do bị người khác hại không phải do yêu quái dịch bệnh hay là nguyền rùa gì cả. Họ còn đi đến từng nhà để xác minh những cây chết trước đó. Ngụy Trường Phúc nói, sắc mặt có chút lo lắng, cửu cô nương nghĩ sao? Có vài nhà mồ thì không có, nhưng ngài đã thấy bà lão phùng cùng cháu gái bà ấy chưa? Nàng trong quan tài thì hoàn toàn trống không? Tần Hoàn bỗng hỏi, nàng khi còn sống có phải có bệnh tật gì không? Ngụy Trường Phúc vừa gật đầu vừa lắc đầu, cụ thể thì tiểu nhân không biết. Chỉ biết nàng từ nhỏ đã ốm yếu, sau này có người nói nàng bị bệnh lao, tiểu nhân thấy sợ hãi nên cũng không giao tiếp với nhà nàng ấy. Tần Hoàn hơi gật đầu, Ngụy Trường Phúc thấy Tần Hoàn không hỏi thêm gì thì lùi xuống. Tần Sương sắc mặt có chút khác thường, liệu họ có biết đó là Tôn? Tần Hoàn liếc nhìn Tần Sương, khiến nàng im lặng, rồi lại nhỏ giọng nói, cái người giả mạo Bạch gia thiếu chủ đó không phải sắp phải ra ngoài sao? liệu có phải hắn, nhưng hắn đào thi thể để làm gì? Tần Hoàn vẫn nhớ rõ một thi thể đã bị giải phẫu lấy đi các cơ quan nội tạng, nghĩ đến điều đó, có lẽ Tôn Hạo Nguyệt đang muốn nghiên cứu tình trạng của người chết để tìm cách chữa bệnh. Tần Hoàn lắc đầu, có lẽ hắn chỉ muốn biết người chết như thế nào thôi. Tần Sương chớp mắt, giống như những chuyện ở nha môn sao? Tần Hoàn gật đầu ư, Tần Sương bừng tỉnh, chẳng lẽ hắn còn muốn hồi sinh người đã chết? tôn phu nhân đã không còn từ lâu. Tần Hoàn không tiếp tục nói, chuyện này không phải mới xảy ra từ họ, mà đã bắt đầu từ hàng trăm năm trước. Nàng không biết tôn phu nhân đã rời đi khi nào, cũng không rõ tôn hạo nguyệt đang nghĩ gì. Điều duy nhất nàng biết rõ là bệnh tật của tôn phu nhân chính là nỗi khổ lớn nhất của tôn hạo nguyệt. Tần Hoàn nhớ tới điều đó, có chút thương cảm, thấy viên châu chi phủ đã nhận vụ án ở Bách Thảo Viên, trong khi họ cũng phải rời khỏi đây nàng cố gắng dẹp bỏ tâm tư về vụ án này xuống. Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, có thể xuất phát. Chẳng bao lâu sau, Tần Diễm từ bên ngoài bước vào nhanh chóng, theo sau là Phục Linh và nhóm người. Yến Trì đứng dậy, "Tốt, vậy chúng ta xuất phát, trời sắp tối, phải đến Quan Âm trấn trước khi trời tối." Tần Diễm gật đầu, đi theo Yến Trì ra ngoài, rồi thấp giọng nói, "Thật ngại quá, các muội muội không quen đi ngựa." thật sự là làm phiền điện hạ. Yến chỉ mỉm cười, không sao, dù sao đường núi khó đi, đi chậm một chút cũng không có gì. Tần Diễm vốn định ngồi xe ngựa, nhưng khi thấy Yến Trì chỉ, chỉ cưỡi ngựa, hắn cũng không còn muốn ngồi xe nữa. Rất nhanh, đoàn người lại lên đường, bốn chiếc xe ngựa cùng với mười mấy con ngựa chạy nhanh ra khỏi sân khách điếm. Ngụy Trường Phúc đứng ở cổng viện nhìn nhóm người rời đi không khỏi thở dài. Trong đời hắn có thể thấy những nhân vật tôn quý như vậy, thật sự hiếm có. Rời khỏi Tam Nguyên thôn, đoàn người tiếp tục hướng bắc. Đến tối, họ đã đến Quan Âm trấn, tuy chỉ là một thị trấn nhưng cũng có thể so sánh với huyện thành. Đoàn người nghỉ ngơi tại khách điếm ở đây, sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường. Rời khỏi Quan Âm trấn hướng tây, trong một ngày họ đến huyện kế tiếp. Từ huyện đó, họ tiếp tục đi về hướng tây bắc. Sau hai ngày thì đến Viên Châu và tiến vào Dự Châu. Dự Châu nằm ở vùng núi mù mịt phía Bắc Sơn Tây, lạnh hơn Viên Châu hai phần. Sau một ngày, trời bỗng nhiên đổ tuyết, một chút tuyết rơi, khiến cho Yến Trì và Tần Diễm khi cưỡi ngựa cảm thấy rất lạnh. Đến tối ngày 28, khi đoàn người nghỉ ngơi, Tần Diễm cảm thấy có dấu hiệu bị cảm lạnh. Cầu gốc, lúc này mọi người đã tới rồi Dự Châu Đông Nam Tương huyện, lại đi một ngày liền có thể đuổi ở 10 tháng 29 buổi tối đến dự châu thành. Nhưng tần diễm này một bệnh, lại là làm quản gia Chu Hoài hết sức lo lắng lúc này. Mọi người đã đến dự châu, sau một ngày đi nữa thì có thể đến dự châu thành vào tối ngày 29. Nhưng tần diễm lại bị bệnh, khiến cho quản gia Chu Hoài vô cùng lo lắng. Hay là ngày mai đến phía bắc của huyện tương đến bia miếu Trấn, Hoặc là sắp xếp một chiếc xe ngựa cho thế tử, điện hạ cũng không nên cưỡi ngựa nữa, để tránh lạnh quá sẽ không tốt chu hoài nói tần diễm vừa ho khan vừa cười khổ thấy yến chỉ có vẻ yếu ớt liền vội vàng nói chu quản gia quá lo lắng rồi ngày mai tối chúng ta sẽ đến nơi không cần phải chậm trễ trên đường hãy để cử muội muội cho ta một liều thuốc điện hạ không nên cười chê những năm gần đây ta có hơi chây lười thân thể không còn được như trước yến chỉ đứng bên cửa sổ nhìn sang nghe vậy thì xua tay ngươi không giống như ta lớn lên ở vùng núi chỉ sợ ngươi không quen đi như vậy dễ dàng mệt mỏi và nhiễm bệnh là điều bình thường nói xong nhìn về phía tần hoàn có cử cô nương ở đây sau khi ăn thuốc và nghỉ ngơi hai ngày ở dự châu thì sẽ ổn nhưng ngày mai vẫn nên sắp xếp một chiếc xe ngựa cho thoải mái tần diễm còn định từ chối nhưng yến chỉ nói sẽ sắp xếp một chiếc xe ngựa cho ngươi sau đó sẽ đi thẳng đến dự châu thành khi nghe vậy Tần Diễm có chút do dự, hắn không muốn chậm trễ hành trình của mọi người, nhưng nếu cứ tiếp tục cưỡi ngựa, hắn lại không chắc chắn với sức khỏe của mình. Sau khi suy nghĩ, Tần Diễm cũng không bận tâm nhiều nữa. Nếu bệnh nặng sẽ càng khó khăn. Được rồi, vậy cũng chuẩn bị cho điện hạ một chiếc xe ngựa. Yến Chỉ mỉm cười, việc đó thì không cần. Hơi dừng lại, Yến Chỉ nhìn qua Tần Hoàn, nhưng nếu cửu cô nương có thuốc chống lạnh thì có thể cho ta một ít để phòng ngừa. Tần Hoàn gật đầu, tất nhiên rồi, sau đó sẽ đưa cho Điện Hạ. Tất cả mọi người lúc này đều ở trong phòng Tần Diễm, Yến chỉ nghe vậy thì hài lòng, liền nói tốt, vậy mọi người hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải lên đường, ta sẽ về phòng trước. Tần Diễm gật đầu, tiện Yến chỉ ra về, rồi chỉ đạo Tần Hoàn, sau đó hãy chuẩn bị thuốc để đưa cho Điện Hạ. Tần Hoàn gật đầu, sau đó lấy giấy bút viết một đơn thuốc, tam ca bị nhiễm lạnh, nên bắt đầu uống thuốc này từ đêm nay, ngày mai xe ngựa phải ấm áp hơn một chút, chờ cho ra mồ hôi là sẽ ổn." Tần Hoàn đưa đơn thuốc cho Chu Hoài, Chu Hoài nghe vậy lập tức gật đầu, "Vâng, tiểu nhân đã biết." Nói xong, Chu Hoài liền ra ngoài lấy thuốc, nhóm người đi theo cũng mang theo một ít dược liệu. "Cảm ơn cửu muội muội, muội am hiểu y thuật, quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều." Tần Hoàn mỉm cười, "Đúng vậy, Tam ca hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Tần Diễm cười đáp, biết rồi, muội sẽ uống thuốc theo đơn. Một lúc sau, Tần Diễm lại hỏi, Ngũ muội muội và nàng tỷ nữ thì sao? Nói đến đây, Tần Hoàn có chút bất đắc dĩ, bên cạnh Tần Sương nghe vậy vội vàng nói, Ngũ tỷ đã không còn việc gì, chỉ là ngượng ngùng khi gặp người, nhưng Bạch Anh thì có vẻ nghiêm trọng hơn. Tần Diễm nghĩ đến Tần Tương mà cảm thấy bồn chồn trong lòng, không hỏi thêm nhiều được rồi các muội đi nghỉ ngơi đi ngày mai chỉ còn một ngày đến dự châu thành sẽ không phải vất vả như vậy nữa tần sương gật đầu định đi thì tần hoàn lại hỏi tam ca có ý định dẫn chúng ta đi dự tiệc mừng thỏ của thân vương không dự tiệc mừng thỏ của thân vương là điều tốt nhưng chưa thấy ai dẫn ba muội muội đi dự tiệc cả nếu thật sự đi thì sẽ rất nổi bật tần diễm cũng có chút do dự chắc chắn không thể mang tất cả đi nhưng lần này dự tiệc mừng thọ có nhiều người, các ngươi đi cũng có thể nhìn thấy nhiều việc, cũng là chuyện tốt. Nghe vậy, mắt tần sương sáng lên, ngũ tỷ vẫn đang bệnh, sợ là không thể tham dự tiệc mừng thọ. Tần Hoàn và Tần Diễm nhìn nhau, cả hai đều có chút bất đắc dĩ, Tần Sương ho nhẹ, ta. Có phải ta nói quá rõ ràng không? Tần Hoàn che miệng, cười càng sâu, Tần Sương chỉ có tâm tư chuyển động mà không có ý xấu, nàng nói, ta đi hay không cũng không quan trọng, nhưng Tam ca nếu không tiện thì dẫn theo hai tỷ tỷ đi là được." Tần Sương lập tức mở to mắt, "Ngươi này, không phải là muốn hại ta sao?" Tần Hoàn bật cười, "Lục tỷ chỉ đang nói bừa thôi, Tam ca chắc chắn hiểu." Tần Diễm nhìn hai người, mặc dù không nói gì nhưng có vẻ đồng ý, chỉ nói, "Được, ta nghĩ lại, các ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, Tần Hoàn và Tần Sương mới quay người rời đi, vừa ra khỏi cửa Tần Sương hừ nhẹ, sao phải nhượng bộ? Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn đi, hay là ngươi muốn để Ngũ tỷ giành lấy vị trí nổi bật của ngươi? Tần Hoàn nghĩ một chút, tiệc mừng thọ của thân vương chắc chắn không giống như bình thường, rất lớn và náo nhiệt, lại có thể gặp gỡ nhiều nhân vật tôn quý. Đối với các cô gái như họ, có lẽ còn có thể gặp một vài thanh niên tài tuấn. Nhưng đối với nàng mà nói, điều này thực sự không quan trọng nàng không thật sự muốn đi không phải nhượng bộ nếu đi thì đương nhiên phải mang theo hết sức lực nhưng mà trên đường đi ta đã mệt lử rồi các ngươi hãy tự đi vui vẻ ta sẽ ở khách điếm nghỉ ngơi tần hoàn nói với giọng điệu kiên định không hề giả dối tần sương nhìn nàng chằm chằm không nói gì thêm người tốt thường bị khinh thường người đúng là quá tốt rồi tần hoàn mỉm cười được dù sao ngươi cũng có thể đi, hãy yên tâm, trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ mang thuốc cho thế tử. Nói đến Yến Trì, Tần Sương chớp mắt nói, nói đi nói lại, ngũ tỷ đã nhiều ngày không gặp điện hạ. Tần Hoàn chớp mắt, hả, ngũ tỷ có phải đã có cảm tình không? Tần Sương hừ một tiếng. Nếu nàng thực sự có tình cảm với Điện Hạ thì có lẽ nàng cũng phải xem xét lại bản thân mình, nhưng nếu thật sự có cơ hội, người nghĩ nàng sẽ không dám sao? nghĩ mà xem một lần thử cũng không sao tần hoàn gật đầu ngũ tỷ thật ra có gan lắm tần sương đánh giá tần hoàn từ đầu đến chân vài lần ngươi sao mà không hiểu gì vậy tần hoàn giả bộ ngây thơ sao vậy tần sương thở dài với vẻ mặt thấm thía nói còn gì nữa điện hạ rất chăm sóc ngươi trong suốt hành trình dù là vì lý do gì ngươi cũng phải hiểu câu gần quan thì được ban lộc chứ Tần Hoàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như có lý. Với giọng điệu bình thản, rõ ràng chỉ là đối phó, Tần Sương nghe vậy thì tức giận, nếu như ta có dung mạo như ngươi, ta đã sớm. Chương 264. Tần Hoàn ừ một tiếng, sớm điều gì? Tần Sương không rõ nghĩ đến điều gì, rồi lắc đầu nói, không phải vậy, dù ta có sắc đẹp như ngươi, ta cũng sẽ không mong muốn gần gũi với Yến Chỉ Điện Hạ. Điện Hạ phía Tây đánh giặc giết người không gớm tay như ma vương, tạo nghiệp sâu nặng như thế, trời cao có tha cho hắn không? Có thể còn liên lụy đến những người bên cạnh nữa, hoàng quyền và phú quý thì tốt, nhưng đâu phải dễ chịu như vậy. Tần Sương nói, giọng điệu lộ ra chút tâm tư khám phá, Tần Hoàn bật cười, ngươi nghe đâu những lời này, Yến Trì Điện Hạ làm việc là vì bảo vệ đất nước. Tổ mẫu nói, Tần Sương nhớ đến tưởng thị trong mắt hiện lên vài phần buồn bã. Tổ mẫu nhất mực tin như vậy, ngươi hãy nhìn xem tình hình hiện tại của tần phủ, chẳng phải là ứng nghiệm với những lời đó sao? Phụ thân mình như vậy, lại liên lụy đến cả một gia đình. Tần hoàn khẽ nhách môi, nếu nói về tần an, thì đúng là như vậy. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước cửa phòng tần xương, nàng dừng lại và nói, ngươi không cần phải quá gần gũi với yến trì điện hạ. Câu nói này mang theo sự quan tâm, Tần Hoàn cười khổ, chớp mắt gật đầu. Sau khi Tần Sương vào cửa, Tần Hoàn mới hướng phòng mình đi đến. Đây là lầu 2 của khách điếm, Tần Diễm rất rộng rãi, đã bao cả lầu 2. Tổng cộng có 9 phòng, 4 chị em Tần ra mỗi người ở một gian cùng thị tỳ, Yến Trì một gian, Bạch Anh bị thương một gian, còn 3 gian còn lại là cho thị vệ Tần Phù nghỉ qua đêm. Không biết chọn lựa thế nào, phòng của Yến Trì ở cuối hành lang phía Tây, chỉ cách phòng Tần Hoàn một gian bạch anh, vì vậy Tần Hoàn rất nhanh và tiện để đến nhà của Yến Trì. Tiểu thư, có cần nô tỳ đi cùng ngài không? Không cần, ta đi một lát sẽ về, người hãy đốt cho chậu than nóng hơn. Bạch Anh đang dưỡng thương, bên cạnh Tần Hoàn chỉ có một phục linh, nên Tần Hoàn không để phục linh đi cùng, nàng an tâm ở lại trong phòng. Từ khi Yến Trì bảo vệ Tần Hoàn, Nàng đã rất tin tưởng Yến Trì. Tần Hoàn đi đưa thuốc cho hắn, nàng không hề lo lắng gì, mà khoảng cách chỉ khoảng 20 bước, cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Tần Hoàn cầm một lọ thuốc đi về phía phòng Yến Trì, vừa đến cửa thì Bạch Phong từ bên trong đi ra, thấy Tần Hoàn, Bạch Phong vội cười nói, "Cửu cô nương." Tần Hoàn giơ lọ thuốc trong tay lên, "Ta đến đưa thuốc cho Điện hạ." Bạch Phong cười gật đầu, vội nhường đường cửu cô nương mời vào tần hoàn cẩn thận bước vào phòng vừa vào cửa thì bạch phong đã đóng cửa lại yến trì đã sớm cởi bỏ áo ngoài giờ chỉ còn mặc một chiếc áo đen ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài hôm nay hắn vẫn chưa cởi bỏ áo trông có vẻ rất nghiêm trình thấy tần hoàn vào hắn liền vẫy tay gọi lại đây tần hoàn cầm lọ thuốc đến trước mặt yến trì thấy hắn đang xem một tờ công văn hoặc như là một thông báo gì đó Tần Hoàn chỉ lướt qua rồi quay đầu đi, Yến chỉ một tay ôm nàng vào lòng. Cái này là để cho ngươi xem, ngươi còn e ngại điều gì? Tần Hoàn bị Yến chỉ ấn ngồi trên đùi hắn, cảm thấy quá gần gũi, nàng dãy dụa một chút, chỉ nửa người cố gắng thoát ra, ánh mắt nhìn xuống thì thấy một danh sách, trên đó có tên và chức vụ. Tần Hoàn nhìn kỹ và thấy phần lớn là quan viên từ Dự Châu, còn có không ít vương tôn công khanh cùng nhóm quan lại từ Kinh Thành đến trong đó có cả tên thái tử và một vài vị thân vương tần hoàn ngừng lại đây có phải là danh sách khách mời cho tiệc mừng thọ của thân vương không yến chỉ khẽ cười đúng là như vậy nhưng cũng không khác nhau lắm thái tử và vài vị thân vương có lẽ sẽ không đến nhưng những người khác thì chắc chắn sẽ có mặt cho ta xem cái này để làm gì danh sách này rất dài tần hoàn không xem hết nàng vốn không có ý định tham dự tiệc mừng thọ của thân vương nên cũng không để ý đến điều này yến chỉ thấy nàng như vậy thì ánh mắt híp lại lúc trước ta đã bảo ngươi biết mà tần hoàn mặt mày bình thản thấy hắn vẫn đưa quyển sách ra trước mặt mình thì chỉ giả vờ lật xem ta không định đi còn chưa kịp thốt ra tần hoàn bỗng dừng lại ánh mắt nàng dừng trên quyển sách thấy một cái tên rất quen thuộc hiện ra trước mắt nàng hơi khác thường khiến yến chỉ chú ý hắn liền nhìn kỹ chỉ thấy vài tên quan chức sao vậy Mấy người này ngươi có quen không? Tần Hoàn chợt hồi phục lại tinh thần, không quen, nhưng có vẻ hơi quen. Yến chỉ nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy quen, đó là Lý Mục Vân. Tần Hoàn hít một hơi, đột nhiên nghe tên đó khiến tai nàng vang vọng, và Yến chỉ nói như vậy làm nàng lập tức đề phòng. Yến chỉ thấy sắc mặt nàng có chút kỳ lạ thì nhìn nàng một lát rồi nói, hắn trước kia là phó sử của đại lý tử, sau khi thẩm nghị xảy ra chuyện, giờ hắn đã là khanh của đại lý tự Nói xong, Yến Trì thấy ánh mắt Tần Hoàn hơi đen lại gật đầu, thì ra là thế, tên hắn chắc chắn có xuất hiện cùng Thẩm đại nhân. Yến Trì vẫn nhìn chằm chằm Tần Hoàn, gật đầu, trước đây tố giác thẩm nghị là hắn. Tần Hoàn nửa ngồi trên đùi Yến Trì, như một bông hoa kiều diễm bị hơi thở của hắn bao phủ, nhưng khi nghe câu này, Tần Hoàn từ từ thẳng lưng lại, sự mềm mại và ngại ngùng trên người nàng lập tức biến mất giống như một nhành ngọc trúc mảnh mai yến chỉ nhíu mày hỏi sao vậy ai cũng biết trước đây đại lý tự khanh thẩm nghị đã làm việc dối ghen trong vụ án mưu hại cần phi của tấn vương cuối cùng vì chính mình tín nhiệm phó thủ mà bị tố giác tần hoàn ngưỡng mộ thẩm nghị điều này yến chỉ biết rõ nên hắn hiểu phản ứng của lý mục vân với tần hoàn nhưng không hiểu sao nhìn tần hoàn như vậy Hắn cảm thấy nàng có mối quan tâm đặc biệt đến chuyện của Thẩm Nghị. Hắn lại là đại lý tự khanh, sao lần này lại rời khỏi kinh thành? Tần Hoàn gần như phải cắn răng mới kìm nén được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhưng trước mặt Yến Trì, nàng không thể để lộ ra chút nào. Yến Trì ôm tay nàng chặt hơn, rồi đưa quyển sách sang một bên, hai tay ôm lấy Tần Hoàn. Cuối năm tới, có lẽ Dự Châu có công vụ nếu không hắn cũng không thể tùy tiện rời khỏi kinh thành. Đại lý tự phụ trách hình mục toàn quốc, vị trí thậm chí còn cao hơn hình bộ. Đến cuối năm, các châu sẽ chuyển những vụ án lớn và tội phạm quan trọng về kinh thành để xử lý. Lý Mục Vân rời khỏi kinh thành lúc này có lẽ là vì có vấn đề trong việc xét xử vụ án tử ở Dự Châu. Tần Hoàn gật đầu, thì ra là thế. Thấy Tần Hoàn có vẻ nặng nề, một chút lạnh lẽo, Yến chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ngươi đã nghe qua hắn tố giác thẩm nghị phạm tội sao nếu yến trì đã hỏi như vậy thì điều đó rất đáng nghi tần hoàn cúi mắt ư ừ. yến trì thở dài ta biết ngươi ngưỡng mộ thẩm nghị nhưng ta không thể tin hắn lại mất công chính vì vụ án của tấn vương ngươi yên tâm khi trở về kinh thành có cơ hội ta sẽ điều tra về chuyện này tần hoàn nghe những lời này thì trong lòng dâng lên sự phấn khích nếu là người khác có lẽ sẽ khuyên nàng không cần nghĩ nhiều vì thiên tử đã đưa ra phán quyết nàng chỉ là một cô nương đâu cần phải bận tâm dù vậy yến trì cũng không nói thêm gì tần hoàn quay sang nhìn yến trì ngươi thấy việc này có nghi ngờ không yến trì phất phất má nàng rõ ràng không có điểm đáng ngờ nhưng ta đã xem qua những gì hắn viết và tra xét nhiều năm về thành tích của hắn thấy rằng hắn có thể đảm đương được hai chữ thanh chính hơn nữa những thủ đoạn mà ngươi biết nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi hắn, nên ta sẽ đi điều tra cũng là điều hợp lý." Khóe môi Tần Hoàn hơi nhấp nháy, dường như nàng sắp nói ra nhiều điều hơn nữa. "Yến Trì, với thân phận và địa vị của mình, ít nhất cũng dễ dàng tiếp xúc với vụ án này hơn nàng và có thể nói chuyện quyền lực với những người khác." Nhưng Tần Hoàn lại nghẹn lời, không thể phát ra âm thanh, cảm giác như nếu nói thêm sẽ chỉ là lợi dụng. Nàng hít sâu một hơi, ta chỉ là nhìn vào văn thư của hắn mà nhận định hắn là một quan tốt. Nếu án tử này đã có phán quyết, thì nếu ngươi qua đó hỏi, e rằng sẽ khiến người khác không hài lòng. Nơi nào lại yêu cầu ngươi phải dạy ta chứ? Yến chỉ đối diện với nàng, muốn hỏi về chuyện này còn có một lý do nữa. Tấn Vương, bốn ánh mắt nhìn nhau, đáy mắt tần hoàn bỗng sáng lên, Tấn Vương. Yến chỉ gật đầu, ta đã rời khỏi kinh thành nhiều năm, có chút mới mẻ với những biểu huynh này. Mà người không biết, trong cung và ngoài cung là những nơi có thể khiến người thay đổi tính cách. Họ ở trong cung hàng năm, bên quân sườn, không biết lúc nào lại nảy sinh những ý nghĩ khác. Nhưng về phần tấn vương, ta có thể khẳng định, người đó sẽ không thay đổi. Ánh mắt Yến Trì trở nên xa xăm, mẹ đẻ của hắn chính là thị thiếp của đương kim thánh thượng, khi sinh ra hắn, thánh thượng còn chỉ là một vương gia mặc dù hắn là trưởng tử nhưng lại là con của vợ lẽ, vì vậy ngay từ khi xuất thân đã biết mình không có khả năng có được vị trí cao. Hắn đã nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây, tình hình của hắn giống như thân vương, có ý niệm như vậy, nhưng trong những năm gần đây hắn lại không tham gia vào triều chính, lặng lẽ sống yên ổn, vậy hắn sao lại có thể mưu hại một phi tử? Hay là thánh thượng đang sùng ái phi tử nhất? Án nặng xảy ra trong buổi yến tiệc. Mọi người đều nhìn thấy Cẩn Phi chết ngay trước mặt hắn, điều này thật kỳ quái. Tần Hoàn cũng nhíu mày, trong cung có một sủng phi chết thảm, hung thủ không phải là phi tần trong hậu cung mà lại là một vị hoàng tử đã trưởng thành. Mặc dù vị hoàng tử này không được sủng ái, nhưng thân phận hoàng tử đã đảm bảo cho hắn nửa đời vinh hoa phú quý. Vậy tại sao hắn lại phải mưu hại một sủng phi? Không chỉ mưu hại người, mà hắn còn bị bắt ngay trước mắt nhiều người. Đây là một vụ án chấn động kinh thành và cũng là một vụ án quái dị trong nội cung hoàng thất. Người chết thật kỳ lạ, hung thủ cũng thật kỳ lạ, thậm chí không thể tìm ra một động cơ hợp lý nào. Tần Hoàn chỉ hối hận vì không xem hồ sơ vụ án này. Lúc đó tình hình đã ra sao? Phụ thân từ sớm đã có cảm giác vụ án này không bình thường, nên trước đây ông không ngăn cản nàng xem hồ sơ, nhưng lại ra lệnh nghiêm ngặt rằng nàng không được hỏi về vụ án. Tần Hoàn nghe theo, hơn nữa vụ án này liên quan đến một sủng phi và một vương gia, rất khác biệt so với những vụ án ở châu phủ, nàng không dám hành động liều lĩnh. Nhưng càng về sau, phụ thân càng trở nên trầm lặng, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nhiều năm qua, phụ thân đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án kỳ lạ, đối thủ của ông có người bình thường không thể tưởng tượng nổi, có người có võ công cao cường có thể giết người trong vòng 10 bước, còn có những thế lực lớn mạnh nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy trên mặt phụ thân có sự do dự và tuyệt vọng, thậm chí còn có chút sợ hãi, như thể ông đã cảm nhận được vận mệnh của gia đình sẽ gặp phải bi kịch. Hóa ra là vậy, ta không biết điều này, chỉ biết Thẩm đại nhân không cúi đầu trước quyền quý. Nếu vụ án đó liên quan đến đương kim thái tử thì cũng vậy, nhưng lại là Tấn vương, sao hắn lại phải vì Tấn vương mà làm loạn kỳ cương? Yến chỉ khẽ vỗ má Tần Hoàn, người nói cũng có lý nhưng trước mắt vẫn chưa về đến kinh thành, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Về người mới nhận chức đại lý tự khanh, mặc dù hắn là người tố giác, nhưng hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào còn chưa biết. Người không nên suy nghĩ quá nhiều, dọc đường đi khổ sở, đến dự châu rồi thì hãy nghỉ ngơi cho tốt. Sau một hồi, Yến Trì lại hỏi, người mới nói gì? Không định làm gì sao? Khóe môi tần hoàn khẽ nhúc nhích, ta không tính toán để ý đến những thân phận tôn quý đó, chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi. Yến chỉ khẽ cười, người chú ý đến những người đó làm gì? Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên hông nàng, vừa dứt lời, hắn cúi đầu muốn hôn gần hơn, tần hoàn ngả người ra sau, trên mặt hơi đỏ và muốn tránh đi. Yến nên lại oán trách nói, dọc đường đi mà ngươi không nói nhiều với ta, giờ lại còn dám trốn. Tần hoàn nghe vậy thì không còn trốn nữa. Yến chỉ hôn nhẹ lên môi nàng, khác với những nụ hôn vội vã trước đó. Mặc dù đã mấy ngày không gần gũi, nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng, tần hoàn chỉ cảm thấy cơ thể mình dần dần mềm ra dưới sự ôn nhu của hắn. Những áp lực trong ngực cũng tan biến phần nào, chờ đến khi nàng hôn xong, thở hồn hển, Yến chỉ mới dừng lại, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, để lại chút ẩm ướt, khiến mặt tần hoàn lập tức đỏ lên. Yến chỉ liền ôm tần hoàn, Đầu nàng tựa vào ngực hắn. Chương 265. Tần Hoàn từ từ nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, ta đã ra ngoài một lúc rồi. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng lại không ai nhúc nhích, không hiểu sao, nàng chỉ cảm thấy mình hơi mệt. Chỉ cần nói với ta về những vết thương cũ, ngươi hãy cho ta chút thuốc châm cứu. Đây thực ra là lý do rất tốt, Tần Hoàn khẽ ân một tiếng, rồi nhắm mắt dựa vào ngực hắn cảm thấy bình yên. Trong phòng chỉ có một chậu than nhỏ, tuy vậy, hắn chỉ mặc một chiếc áo bạc. Tần Hoàn định nói gì đó, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, nàng lại không thể kiềm chế được. Cuối cùng, nàng nghĩ rằng mình đã phải lăn lộn qua cái lạnh bên ngoài như một cái bếp lò. Yến chỉ không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ vuốt lưng Tần Hoàn. Hắn cúi mắt nhìn nàng, tự dưng cảm thấy kinh ngạc trước sự dịu dàng của chính mình trước tần hoàn, hắn đã từng rất khát khe với bản thân. Nhưng lúc này, bên cạnh tần hoàn không còn cảm giác lạnh lẽo và sát khí từ hắn nữa. Nàng giống như một đứa trẻ ngây thơ, ôn hòa và thanh bình. Khi nàng dựa vào dáng vẻ của hắn, một cách mơ hồ, khiến cho hắn cảm thấy trong huyết quản mình dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Nhưng hắn biết, lúc này không thể làm gì khác. Tối nay, Tần Hoàn nhìn thấy cái tên Lý Mục Vân, cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã phải sửa lại ý tứ của mình. Tất cả những điều này dĩ nhiên đều liên quan đến cái tên Lý Mục Vân, Lý Mục Vân. Và thẩm nghị. Cuối cùng, nàng chính là vì thẩm nghị, một người có thanh danh và uy tín nổi bật, từng là đại lý tự khanh, khiến cho nàng phải coi trọng như vậy. Yến chỉ trong lòng có chút sao xuyến, ánh mắt hắn càng sâu thẳm hơn không lâu sau khi tần hoàn bỗng nhiên đứng thẳng dậy nàng quyết định rời khỏi người hắn ta phải đi rồi loại thuốc này giúp chống lạnh ta đã làm không ít ở cẩm châu hai ngày nữa thấy tuyết rơi ta sẽ mang đến cho ngươi ngày mai nhớ mặc thêm một chiếc áo choàng nhé yến chỉ buông tay nàng ra nói một cách thong thả được ta sẽ nghe lời ngươi tần hoàn nhìn yến chỉ một cái rồi quay lưng đi ra ngoài yến trì ngồi im tại chỗ nhìn theo tần hoàn rời đi sau đó nắm chặt bình thuốc trong lòng bàn tay sáng hôm sau khi mọi người khởi hành tần hoàn thấy yến trì mặc thêm một chiếc áo choàng đen tuyết vẫn chưa ngừng rơi yến trì trong bộ trang phục đen hoa mỹ và chiếc áo choàng đó ngồi lên lưng ngựa vừa tuấn mỹ vừa mang theo vẻ tự tin khiến cho ai cũng phải chú ý tần sương không nhịn được mà kéo rèm xe lên để nhìn kỹ hơn còn tần hoàn cũng chăm chú nhìn theo chẳng mấy chốc tần sương nhìn yến trì rồi quay sang tần hoàn nói ta có một câu mà ngươi có thể không tin tần hoàn không biết nàng định nói gì liền hỏi cái gì thế tần sương nghiêm túc nói ngươi và hắn thật sự rất xứng đôi tần hoàn đang định uống trà vừa nghe xong thì bật cười vội đặt chén trà xuống mặc dù tuyết rơi dày nhưng do đã vào thành dự châu đoàn người di chuyển trên con đường rộng lớn bình tĩnh và nhanh chóng khi họ đến ngoài thành dự châu sắc trời vẫn chưa tối hẳn đó chính là cửa thành dự châu ôi trời cuối cùng cũng đến rồi tần sương suýt nữa thò đầu ra khỏi cửa sổ xe còn tần hoàn cũng chăm chú nhìn về phía thành chỉ nguy nga ở xa mặc dù dụ thân vương không ở lại kinh thành nhưng được tiên đế đối đãi rất tốt dù sự châu không phồn thịnh như viên châu, nhưng cũng là trọng chân lớn nhất phía Tây, vì thế chỉ cần đứng trước cửa thành cũng thấy được sự rộng lớn và hùng vĩ của nó. Tần Sương rất vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy một hàng ngựa phi từ trong cửa thành lao ra. Trong số đó, có một người mặc áo đỏ trói, tốc độ như gió, lao về phía họ. Chỉ trong chớp mắt, người đó đã ở trước mặt. Tần Sương mở to mắt nhìn thân ảnh quyến rũ trên lưng ngựa chỉ nghe hắn vui vẻ nói, thất ca, cuối cùng cũng đã đến rồi. Giữa cơn gió lạnh và tuyết rơi, trên lưng ngựa là một thân ảnh quyến rũ mang theo vẻ tươi tắn, trong bộ áo đỏ trói, nổi bật giữa cơn lạnh như vậy. Thất ca, ta đã đợi ngươi ba ngày rồi. Sao ngươi lại đến muộn như vậy? Trong lúc nói chuyện, người và ngựa đã tiến lại gần hơn, còn khi ghé vào cửa sổ xe, tần sương hít một hơi lạnh. Tần Sương dù không gặp nhiều nam tử nhưng đã thấy vài người như Hoắc Ninh, với vẻ đẹp trai và quý phái như Yến Trì. Người này là Tần Diễm, hậu duệ của một quý tộc, một Mỹ Nam phong nhã. Nhưng trước mắt, hắn lại khác biệt, mặc một bộ áo dài, chỉ cài một cây châm màu trắng, tóc đen như thác nước đổ xuống vai, trông như một cô gái nhưng lại mặc bộ áo đỏ tay rộng rất lộng lẫy. Màu đỏ, tần sương chưa bao giờ thấy một người đàn ông mặc áo đỏ như vậy tần sương ngẩn người suy nghĩ ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của người đến đó là một khuôn mặt đẹp đẽ có phần kiêu ngạo ngũ quan của hắn có vài nét giống yến trì nhưng khí chất của hai người thì khác nhau hoàn toàn yến trì toát lên một vẻ kiêu hãnh và quý phái với dáng vẻ như một hoàng tử còn người này mặc dù cũng có đôi mắt phượng nhưng đuôi mắt lại dài và hẹp hơn Yến Trì. Ngũ quan của hắn không sắc bén như Yến Trì, mà có phần mềm mại và uyển chuyển, như bức tranh thủy mặc. Hắn không chỉ đẹp mà còn mang nét tà mị, và vóc dáng của hắn lại còn quyến rũ hơn cả Tần Hoàn, thoạt nhìn, Tần Sương còn tưởng rằng đây là một cô gái. Hắn mặc một bộ áo đỏ với tay áo rộng, bay phấp phới trong gió mạnh, màu đỏ như mực tương phản với mái tóc đen, Tần Sương ngẩn người nhìn hắn, nhị ca của nàng mặc dù cũng có phần dễ thương, nhưng không thể so với vẻ đẹp kiêu ngạo của người này. Hắn không chỉ không mang dáng vẻ nữ tính mà còn toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh. Dù khí chất của hắn chỉ ngang bằng với Yến Trì, nhưng lại khiến cho Tần Diễm trông giống như một quý công tử bình thường hơn. Ba người đứng gần nhau, Tần Sương nhìn Yến Trì, rồi lại nhìn Tần Diễm, cảm thấy bóng dáng của họ có chút mờ nhạt so với người đến đang vui vẻ nhảy múa, Yến Trì lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Hắn như đã biết trước rằng sẽ gặp người này ở Dự Châu, vì vậy khóe môi hắn chỉ khẽ nhếch lên, ta đã ở Viên Châu chậm trễ hai ngày. Nói xong, Yến Trì lại nhìn về phía Tần Diễm đang tiến lại, thật trùng hợp khi gặp được Tần Thế Tử, ta đi cùng với ngươi. Tần Diễm tiến lên hai bước, chào cung thân vương Thế Tử Điện Hạ. Khi nhìn thấy Tần Sương ghé vào cửa sổ, nàng bỗng há hốc miệng, vội vàng buông rèm xuống. sau đó không thể tin nhìn tần hoàn và thấp giọng nói, cùng thân vương thế tử điện hạ. tần hoàn trong xe cũng đã nhìn thấy tình hình bên ngoài, nghe vậy nàng gật gật đầu, có vẻ đã hiểu. hôm qua nàng không có thời gian để xem hết danh sách, lúc đó cũng không để ý đến cái tên này. nhưng dụ thân vương ngày sinh, cùng thân vương thế tử đến mừng thọ cũng là chuyện bình thường. yến ly cười ha hà nhìn tần diễm. Này, sao ngươi lại ngồi xe ngựa mà không cưỡi ngựa? Tần Diễm ngẩng mặt cười khổ, bị cảm lạnh. Yến Ly nghe vậy càng cười to, cầm roi ngựa chỉ vào Tần Diễm mà chế nhạo. Ngươi không thể cưỡi ngựa mà còn nói là đã từng đua ngựa ở Kinh Thành sao? Giọng nói của Yến Ly với Tần Diễm rất thân thiết. Tần Diễm nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười đáp, điện hạ không nên chê cười. Yến Ly vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lại quét qua mấy chiếc xe ngựa phía sau, đây là Tần Diễm vội nói, lần này ta đến Cẩm Châu để đón ba vị đường muội vào kinh, đúng lúc ở Viên Châu cũng có việc trong nhà nên ta được đến đây mừng thọ, vì thế đã mang theo ba vị đường muội cùng đi. Yến Ly thốt lên ồ, trong xe ngựa có ba vị tần cô nương sao? Tần Diễm gật đầu, xoay người nói gì đó với Chu Hoài. Rất nhanh Chu Hoài đến trước xe ngựa của Tần Hoàn và Tần Sương, Lục Tiểu Thư, Cửu Tiểu Thư, Thế Tử mời hai vị xuống xe gặp cung thân vương Thế Tử Điện Hạ. Tần Hoàn và Tần Sương nhìn nhau, Tần Hoàn thì không có phản ứng gì, còn Tần Sương vội vàng chỉnh sửa lại váy áo. Sau khi Chu Hoài nói xong, hắn lại đến bên xe ngựa của Tần Tương. Chẳng bao lâu sau, ba chị em Tần ra đều khoác áo choàng và bước xuống xe. Gió tuyết vẫn rơi, Yến Ly ngồi trên lưng ngựa, cười tủm tỉm nhìn ba cô nương bước xuống xe. Tần Tương mặc chiếc áo choàng hồng như cánh sen, trông rất nhu nhược, Tần Sương thì trong chiếc váy tím có phần hơi mập, nhưng vẫn duyên dáng. Tần Hoàn là người cuối cùng bước xuống, Yến Ly nhìn thấy nàng, ánh mắt khẽ lóe sáng. Gió lạnh cùng tuyết vẫn rơi, hôm nay Tần Hoàn mặc chiếc váy trắng với hoa lan thiêu trên đó, khoác ngoài áo choàng xanh đen và cổ áo được trang trí bằng lông cáo trắng. Khi nàng bước xuống xe, áo choàng được kéo lên, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết càng thêm tinh xảo. Dù là không cố ý, nhưng Yến Ly cảm thấy Tần Hoàn mang một nét lạnh lẽo của mùa đông, giữa ba người, ánh mắt Yến Ly chỉ dừng lại ở Tần Hoàn. Mỗi bước của Tần Hoàn đều mang theo khí chất. Gió lạnh và tuyết rơi không chỉ không che giấu được vẻ đẹp của nàng mà còn làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh thoát như hoa lan. Khi nàng đi, ánh mắt có phần cúi xuống, lưng thẳng tắp như trúc non. Chào đón Thế tử Điện Hạ. Tần Tương là người đầu tiên tiến lên, khi đến cách Yến Ly khoảng 4 năm bước, nàng đã cúi người hành lễ. Tần Sương và Tần Hoàn theo sau, cũng cùng nhau hành lễ. Yến Ly nhìn họ rồi cười nói, mau miễn lễ, miễn lễ đi tần thế tử hãy dẫn các cô nương lên xe ngựa nhanh lên trời lạnh thế này tránh cho các nàng bị nhiễm lạnh đến lúc đó sẽ không tốt đâu ta cũng sẽ khó chịu theo yến ly cười thanh thoát nhưng lại mang chút chiêu chọc trong giọng nói tần diễm bất đắc dĩ lắc đầu được ta sẽ về ngay tần sương quay người khẽ hừ một tiếng bước đến trước mặt tần hoàn sao hắn không nói gì lúc chúng ta xuống xe mà đợi đến khi thấy chúng ta mới nói sợ bị lạnh tần hoàn khẽ cong khóe môi nhưng nhất thời không nói gì còn về cung thân vương thế tử nàng cũng biết một chút trong số các thân vương thế tử thân phận của hắn khá nhạy cảm nhưng hắn không hề biết thu mình lại dù ở trong hay ngoài kinh thành lời nói và hành động của hắn đều không kiêng rè rất dễ khiến người khác không vui Yến Trì là một nhân vật nổi bật ở vùng cao nguyên phía Tây, con người này chính là Hỗn Thế Ma Vương trong kinh thành. Yến Ly nhìn Yến Trì rồi lại nhìn Tần Diễm, Thất Ca và Tần Thế Tử tối nay định ở đâu? Sau đó nhìn Yến Trì nói tiếp, "Dụ Thân Vương thúc biết ngươi sẽ đến, vốn đã sắp xếp địa điểm, nhưng lúc ta đi lại định kéo Thất Ca đi cùng, nên đã từ chối sự sắp xếp của họ. Không ngờ rằng Tần Thế Tử cũng cùng đi." Yến chỉ nhìn Yến Ly, ngươi ở đâu? Yến Ly vừa nghe hỏi liền cười tươi, thiên hương lâu. Vừa nghe tên này, Yến chỉ và Tần Diễm đều biết đó là nơi nào. Tần Diễm chỉ cười không nói, còn Yến chỉ thì nhíu mày, sao ngươi đến Dự Châu mà vẫn không kiêng nể gì? Ngươi không sợ bọn họ lại nói xấu ngươi sao? Yến Ly cười lớn, bọn họ ở Kinh Thành còn không quản được ta, huống chi là ở Dự Châu. Nói xong, Yến Ly vung roi ngựa, nếu chỉ có Tần Thế Tử đến thì chúng ta ba người ở Thiên Hương lâu sẽ không có gì tốt hơn, nhưng còn có ba tần cô nương thì không tiện lắm. Tần Diễm cười khổ, điện hạ không cần khách khí, điện hạ cứ thoải mái là được, còn chúng ta sẽ ở lại khách điếm là được. Trong ánh mắt Yến Ly hiện lên chút thân thiết, gần đây ở Thiên Hương lâu có một nhân vật nổi bật, Tần Thế Tử lần này chắc chắn không có phúc phận để gặp tần diễm bật cười lắc đầu yến ly liền nhìn yến chỉ nói thất ca đi cùng ta nhé tiệc đã chuẩn bị xong cả rồi chúng ta đã lâu không gặp tối nay hãy uống một bữa thật đã ngày mai lại đi gặp dụ thân vương thúc yến chỉ càng nhíu chặt mày nếu đã đến đương nhiên tối nay phải đi gặp dụ thân vương thúc làm gì có lý do để lại ngày mai nói xong hắn thúc ngựa lên người cũng đi theo ta yến ly kêu to không được, không được, người biết dụ thân vương thúc tính tình mà, nếu tối nay đi, chỉ sợ sẽ không về kịp Thiên Hương lâu đâu, ta còn có chút chuyện cần phải làm." Yến Chỉ không tiếp tục bàn luận với Yến Ly, chỉ nhìn về phía Tần Diễm, "Tần Thế tử sẽ ở lại khách điếm sao?" Tần Diễm gật đầu, "Đúng vậy, chuyến này ta chưa chuẩn bị lễ vật, ngày mai sẽ chuẩn bị hạ lễ. Ta cũng muốn gặp vài bạn cũ của phụ thân ở đây." hai vị điện hạ cứ tự nhiên không cần khách khí yến trì gật đầu không nói gì thêm được vậy chúng ta sẽ đi trước một bước đáng lẽ khi đến trong thành sẽ đường ai nấy đi nhưng yến ly bỗng xuất hiện yến trì không muốn bị kéo đi thiên hương lâu chỉ có thể ép mình đi đến phủ dụ thân vương tần diễm chắp tay cúi đầu hai vị điện hạ đi cẩn thận phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn